cái cách này. Sơ bốn Hàm Long, nơi mẹ của mình sống từ 10 tuổi. Sau đó thì 54 đi máy bay đi vào Sài Gòn. Và từ đó ra ngoài là sơ bốn Hàm Long. Đây là mặt tiền của căn nhà số 4 đường Hàm Long, Hà Nội. Mình đang đi vào đường Phùng Khắc Khoan, cũng là nơi kỷ niệm của mẹ mình sinh sống. Mình sẽ tìm căn nhà số 3 đường Phùng Khắc Khoan. Đây là căn nhà số 3 đường Phùng Khắc Khoan. Đây là mặt tiền của căn nhà. Mình sẽ vào sâu trong hẻm xem căn nhà dài đến đâu nha. Còn
đấy, bước qua đấy. Bác bán mấy giờ ạ? Bây giờ nó văn minh nó mới làm cái lùi điện thì chứ ngày xưa cũng phải tổ can nước thang còn gì còn cái đất này mà làm. Đúng rồi. Thôi. Bô sai rồi, đáng lẽ phải bô chỗ này. Ăn bánh của bác Tráng mới ngon. Bây giờ mới ra. Nó lục lọc không có ngon. Bây giờ mới ra. Thích ăn cái gì thì nó sở trường. Bác bán có một mình, bác có các chị phụ không bác? Có hai vợ chồng với cả lúc học gần thì con cháu. Dạ vâng. Lúc học đông ấy bà nọ bà kia thì. Dạ bác. Dạ. Còn bây giờ chồng mình cũng muốn đi làm. Dạ. Coi như là buổi sáng bác ở nhà bác làm sẵn là thịt thế. Bây giờ bán này đến 12 giờ đến 2 3 giờ sáng. Sáng luôn hả bác? Wow. Đi ngủ. Đi ngủ 2 3 giờ sáng mới đi ngủ, 9 giờ sáng dậy được cơm nước rồi chợ búa hàng quán. Vậy à, bác? 3 giờ thì là bắt đầu dậy bếp núc nhà cửa rồi dạ. Chuẩn bị hàng ra bán. Dạ. Rồi bác trai có phụ bác không? Có chứ, đây hai thầy già là chính. Còn đâu là các vợ đi làm cần gấp giật dây. Vâng. Hay quá. Coi như là bác lâu lắm rồi hả bác ha? Quá lâu. Hay quá. Bác vào nhà bác lấy rau nè. Đây là ngõ nhà bác nè. Mới nói xong bánh mì thịt ở đây. Bác để đâu vậy? Đây là cái ngõ nhà bác đây. Cái ngõ nhỏ kia luôn. Dạ. Dạ cho thích lắm. Ra vô khổ. Cả đời không cho bột năng hả bác? Không. Bột gạo không nó mới mềm bánh hả bác? Ừ, nhưng mà mềm nhưng mà nó không chặt của hạt gạo ra là quá. Wow.
ngoài. Dạ. Thích ăn chất lượng thôi. Dạ vâng. Ăn mộc mạc thôi chứ không có bột mẹ gì dạ. vào đây cả. Rau bột năng bố nó dai dai mà nó không ngon anh ạ. Phá vị á. Cái này nó chỉ có vừa hạt cạn ngày xưa thì có cái gì vào cái này. Nước que. Lấy đem que tre chị ạ. Đúng rồi. Em ơi em ơi, đi nhờ bác nghe cho bác đi. Đấy, chắc phải 23 được con như này. 23. Chị Lan ơi, bún của em chuẩn bị chưa đấy? Cái này áo